Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, một số cư dân mạng đã công bố đoạn video cho thấy nước sông Kim Sa dưới cầu Trung Bá ở Nghi Tân, Tứ Xuyên đang chảy ngược. Đây là sông Kim Sa, bạn đã nhìn thấy nó chưa? Dưới cầu Trung Bá, nước đang chảy ngược lên thượng nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, thật đáng sợ. Sông Kim Sa là thượng nguồn của con sông Trường Giang, là nơi khởi nguồn của sông Kim Sa cũng là nơi khởi nguồn của sông Trường Giang từ núi Đường Cổ Lạp ở Thanh Hải. Do đó, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa là dòng chảy ngược của sông Trường Giang. Về hiện tượng sông chảy ngược thì rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi người có thể đã biết rằng, năm xưa đại phu nước Sở là Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng Mịch La tự tử. Theo truyền thuyết dân gian, những ngư dân ven hai bên sông sau 10 ngày mới tìm được thi thể của Khuất Nguyên trôi ngược lên thượng nguồn con sông, cách nơi ông trầm mình 30 dặm. Truyền thuyết này dường như cũng ngụ ý rằng nước của sông Mịch La chảy ngược. Tuy nhiên, điều thú vị là Cục Khí tượng thành phố Mịch La đã phân tích đặc điểm của những trận mưa lớn trên lưu vực sông Mịch La trong vài năm qua. Kết quả cho thấy khu vực sông Mịch La có nhiều trận mưa lớn xung quanh lễ hội thuyền rồng mỗi năm. Vào thời điểm này, do các hệ thống nước xung quanh đổ về, nước ở thượng lưu hồ Động Đình sẽ tăng vọt và mực nước sẽ cao hơn so với hạ lưu sông Mịch La. Lúc này, một lượng lớn nước hồ và thậm chí nước sông Trường Giang sẽ chảy ngược vào sông Mịch La, nên sông Mịch La vốn đổ vào hồ Động Đình theo chiều từ đông sang tây sẽ có hiện tượng sông chảy ngược kỳ lạ. Nói cách khác, nguyên nhân chính dẫn đến dòng chảy ngược của sông Mịch La có thể là do những trận mưa lớn đã làm cho nước sông dâng cao. Nhìn vào lượng mưa ở Thanh Hải ở đầu nguồn sông Kim Sa, hóa ra tỉnh Thanh Hải đã trải qua những trận mưa lớn có thể khiến nước sông dâng cao, tạo thành dòng chảy ngược như sông Mịch La. Ngoài ra, trong Hán thư cũng có ghi lại rằng vào cuối thời Tây Hán xuất hiện nước sông chảy ngược do động đất và lở đất. Nói cách khác, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa cũng có thể là do sự bất thường của các hoạt động ngầm làm thay đổi hướng của dòng sông. Tất nhiên, cũng có một số lý do mà khoa học hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích được. Tuy nhiên, bất kể lý do gì, dòng chảy ngược của sông là một dị tượng hiếm gặp. Nhưng tại sao lại có dòng chảy ngược của sông Trường Giang trong năm nay khi thiên tai thường xuyên xảy ra? Người Trung Hoa cổ đại đã nói về thiên nhân cảm ứng. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời đấu đất, nhưng nó không thể thay đổi thực tế về sự tồn tại của thiên nhân cảm ứng. Hiện tượng nước sông chảy ngược ngày nay có thể là một lời cảnh báo từ thượng thiên. Trong lịch sử, vào năm mà sông Mịch La chảy ngược, nước Sở Tại bị đánh tiêu diệt. Thời Hán thành đế nhà Hán, nước sông chảy ngược, nhà Tây Hán diệt vong trong gần 30 năm. Đó không chỉ là hiện tượng nước sông chảy ngược trong lịch sử, sông Trường Giang đã từng trải qua hai lần dị tượng, dòng sông khô hạn không giải thích được. Một lần xảy ra vào năm 1342 khi hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên nắm quyền. Hơn 20 năm sau, nhà Nguyên sụp đổ, lần thứ hai xảy ra vào năm 1954 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa giết chết hơn 700.000 người trong phong trào được gọi là chống phần tử phản cách mạng, rồi lại bắt đầu vào phong trào công tư hợp doanh và phong trào chống Hổ Phong, làm cho mảnh đất Thần Châu tràn đầy sát khí. Chúng ta biết rằng, dòng sông Trường Giang và sông Hoàng Hà được mệnh danh là sông mẹ của nền văn minh Trung Hoa. Sông Trường Giang được coi là long mạch của đất Trung Hoa. Hiện nay còn có hiện tượng chảy ngược ở đầu nguồn sông Trường Giang. Liệu có phải dấu hiệu của một thảm họa lớn hay là có những biến đổi lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc? Mặt trăng máu ở Hà Nam xuất hiện tại Hạ Bích và Tân Mật và một số nơi khác. Đó đều là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Hà Nam. Một số cư dân mạng đã chụp ảnh mặt trăng máu đỏ rực trên bầu trời đêm trông rất quái dị. Người xưa tin rằng trăng máu là điểm đại hung. Sách Dịch Yêu Chiêm do Kinh Phỏng viết vào thời Tây Hán có đề cập nếu trăng đổi màu sẽ có tai họa và màu đỏ là đấu đá và chiến tranh. Cuốn sách cũng nói rằng mặt trăng đỏ là hình tướng chí âm chí hàn. Điều này chỉ ra rằng người thế gian chính khí yếu, tà khí vượng, oán khí thịnh, lệ khí cường, thiên hạ hỗn loạn và ngọn lửa bùng lên khắp mọi nơi.
trong sách Thiên Văn Kinh Châu Chiêm do Lưu Duệ viết vào thời Đông Hán có nói đến mặt trăng đỏ như gạch non, tướng sẽ chết ở nơi hoang dã, mặt trăng đỏ như máu sẽ có vua chết, nghĩa là nếu mặt trăng có màu đỏ nâu thì tướng quân sẽ chết, còn nếu mặt trăng có màu đỏ như máu là dấu hiệu hoàng đế sắp chết. Phải chăng dị tượng trăng máu này ở Hà Nam chỉ ra rằng nội chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp nguy hiểm? Hãy cùng xem nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang bận rộn những việc gì. Lần này Hà Nam bị ảnh hưởng lũ lụt rất nặng nề, nhưng Tập Cận Bình đã đến Tây Tạng. Tuy nhiên, trong một video, Tập Cận Bình cùng nhóm người của ông ta được những người dân địa phương đổ ra đường đón tiếp, trông giống như đưa tiễn một chiếc xe tang trên phố. Người Trung Quốc rất coi trọng điềm báo. Cảnh đón tiếp như xe tang này đúng là điềm gở. Trên thực tế, Hà Nam đã có dị tượng trước trận lụt. Ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam có dị tượng tuyết rơi. Từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay, một trận mưa lớn ở Tân Hương đã xảy ra. 7 hồ chứa cỡ vừa đã tràn nước, khiến 60 thị trấn và làng mạc phải hứng chịu thảm họa. Trong số đó có hơn 90 ngôi làng ở thành phố Huy huyện ngập nước và nơi sâu nhất ngập là 1,5 mét. Người dân ở Huy huyện tiết lộ rằng lũ lụt hoàn toàn là do xả lũ và lối vào làng bị phong tỏa để ngăn lũ nên dân làng không thể sơ tán và không biết đi đâu. Tuy nhiên khi lũ lụt ở Trịnh Châu xảy ra, những thảm cảnh này vẫn nối tiếp nhau. Sau 5 ngày liên tiếp cảnh báo thời tiết đỏ, chính quyền địa phương vẫn chưa làm tốt công tác cảnh báo, phòng chống thiên tai, người dân vẫn đi làm, đi học như thường lệ. Trận lụt Hà Nam lần này đã được thực tế chứng minh, đó vừa là một thảm họa tự nhiên, còn là một thảm họa do con người tạo ra. Thưa quý vị, ngày hôm qua, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến một quốc lộ bị gián đoạn, 35.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm qua, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm. 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mức 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày hôm kia, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di dời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Mang Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước. Một cây cầu cổ 100 tuổi cũng gặp phải lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng, khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ bất ngờ cuốn tới, khiến nước sông đột ngột dâng cao, 5 người ở địa phương đã bị mất tích. 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. Gần đây, mưa lớn đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông. Hôm qua, đồng bằng Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiểu Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Sông Hoản và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ một tuần nay Quảng Đông tiếp tục có mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn. Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 9 đến cấp 10. Từ ngày cuối tháng trước đến 9 giờ ngày hôm qua, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa to 1.057 lần. Trong đó có 73 lần cảnh báo màu đỏ. Tính đến 13 giờ 37 phút ngày hôm qua, vẫn có 38 huyện thị có hiệu lực cảnh báo mưa to. Kể từ đầu tháng đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập. Khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến có 82 thị trấn và làng mạc ở 25 huyện, có lượng mưa hơn 50mm, trong đó có 8 thị trấn và làng mạc ở 5 huyện, có lượng mưa hơn 100mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 147,7mm, với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp.
tại tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn. Do bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu, khiến hơn 100 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Kính thưa quý vị khán giả, bão số 3 hôm qua đã đổ bộ vào khu vực Duyên Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến hơn 30.000 cư dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo Đài quan sát khí tượng Quảng Đông, cơn bão đổ bộ vào khoảng 11 giờ 20 phút tại vùng ven biển ngoài khơi quận Nam Áo, thành phố Sán Đầu. Mang theo sức gió lên tới gần 90 km/h, giới chức Trung Quốc cho biết tỉnh cũng đã đóng cửa 43 danh lam thắng cảnh ven biển và các bãi tắm. Hơn 3.500 tàu cá đã về cảng và hơn 6.200 ngư dân khai thác hải sản xa bờ đã vào bờ tránh bão. Dự báo bão tiếp tục gây ra mưa lớn trong 3 ngày tới. Mưa lớn được cho là sẽ ảnh hưởng đến phần đông nam của Chiết Giang, phần đông Phúc Kiến, hầu hết Quảng Đông và phần đông nam của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khu vực thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã có mưa lớn từ đêm qua. Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị ngập. Theo một đoạn video được người dân Thâm Quyến đăng tải trên mạng xã hội, một số phương tiện nằm giữa dòng nước, những người trên phương tiện vội vàng xuống xe, có người bỏ chạy, một số người thì ngồi trên cao chờ cứu hộ. Mọi người xung quanh hét lên giúp chúng tôi. Cũng có một số người đi bộ trong nước. Qua video có thể thấy có nơi nước ngập sâu đến đùi, ghế ngồi xe đạp bên cạnh cũng bị ngập. Cũng trong những nơi trũng, nước sâu đến thắt lưng, ô tô gần như ngập hoàn toàn. Nhiều hình ảnh và video cho thấy mưa lớn khiến giao thông nhiều nơi ở Thâm Quyến bị tắc nghẽn nặng. Một số khu vực bị tắc nghẽn trong vòng nửa giờ và không thể đi bộ được 10 mét. Ít nhất 6 xe ô tô bị ngập nước và hỏng hóc. Và cảnh sát giao thông địa phương đã được điều động để làm dịu giao thông cho đến khi nước rút. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!